Sinh nhật cho ông ngoại chị. Thank you.
Nam ở nhà bà ngoại em chị ơi. Không gì kìa. Đâu để bác bóc cho. Bác bóc cho, để bác bóc cho. Bác bóc cho. Đâu, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống đây bác bóc cho, ngồi xuống. Ngồi xuống. Ui, không ăn cả vỏ, nhanh nhẹ ra. Nhẹ ra nhanh lên. Nhẹ ra. Nó, bác bóc móc hộ lên. Nó ăn dương. Bác móc ở trong mồm nó ra đấy. Ông nội 80 chú ạ. Thank you.
Nó nhai như hải hà cũng dương hay sao ấy mợ ạ? Ở trong mồm nó ấy. Nhưng mà thế hôm nay mới làm ngày đầu tiên nên là nghe ra cái này ấy nhiều lần lắm rồi chán lắm. Nếu mà tiền mới thì mình xem nó cái này cũ rồi cũ là tuyệt đối. Ở nhà bà ngoại chị Thúy ơi, cái này à tính nhu quá nghe chồng quá trắng lên rồi nhá nghĩ rồi á. Then ở đâu chị? Then ở gần nhà bà ngoại chị em ạ. Các mấy cây ơi. Then này trẻ lắm. Con gái sắp lấy chồng rồi. 15 tuổi rồi con gái em à? Ừ. Đúng rồi, bà về gần đó lắm. À, bà sinh năm bao nhiêu em? Em à? Ừ? Đoán xem, chúng con đều. Chị ạ. Trẻ em. Trẻ em 40 rồi. Em 40 em. Sắp em sao luôn đi. 38 tuổi rồi, nó tặng thế. Ừ. Thế là làm lâu mà có phải không? Làm lâu chưa? Em chưa lâu đâu, mấy có mấy năm. À. Giỏi hết hay. Hả? Sắp lấy thôi, chưa lấy đâu. Các chị hay cái gì, chị à cứ làm bình an được. Ừ. Cũng không phải giỏi, người ta tin tưởng mấy cái đi thôi. Là học hát không có ai bảo dám khẳng định mình nói là mình giỏi. Mày học luôn chị ạ. Trên này ai là được ăn lộc thì mới được làm được thôi. Ờ không phải trời cho mới được làm được thôi, không phải là ai cũng thích làm là được đâu. Ừ. Ừ, nếu mà ai cũng thích làm được á, thì được. Mẹ ơi.
cái số phải phải làm mới 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 làm được rồi. Nếu mà theo bách khoa toàn thư thì nói về tuổi em cũng không hợp. Hả? Nếu theo bách bao nhiêu tuổi anh, bao nhiêu tuổi? 69 à? Sinh năm 69. 54 tuổi. Với cái tuổi này số mỏng mà. Anh phải theo cái ngành này. Trường ngành đấy cậu. 69 này là 54 tuổi đấy. 54 tuổi cái số mỏng. Em bây giờ cúng kiểu kiểu người Kinh á, cúng được cúng theo kiểu người Kinh á, cúng theo kiểu người Kinh á, cúng được không người Kinh á? Hả? Được cháu cho mày vào này cho tại mày đi nói tiếng Kinh được mà. Không, cúng cúng tiếng Kinh mà. À, cúng cúng của kiểu tiếng Kinh được. Cái này là thầy nói mà mình nói. Ví dụ là tổ tiên gia đình thì chúng nói là của em nói. Giống như một kêu mày không đi không được. À, người mày phải đi, mày không đi không được. Tao cho mày vào cho tại mày đi. Tháp ba quay luôn gì à? Ba quay luôn mày buộc. Hai bên tháp ba luôn mày để cả tụi cách xuống. Cái anh trong nhà ai đi cầm cái lá thư cho anh đấy, xong để anh đấy về cầm cái cây này. Không có con hổ để cũng cần đâu. Đây.
Không phải là có người biết làm nó cũng mất thời gian. Không biết làm mất thời gian lắm. Đi, đi làm. Dậy đi hồ làm, đi lấy mâm ra, chị đi lấy mâm ra cho để con thơi em làm. Không biết làm đâu. Một cái bát, một cái mâm. Bác bảo bánh kẹo đấy ra đấy. Lấy một cái bát, một cái mâm. Rồi. Có kẹo bài cho biết thì không về ấy thì ai mà biết được. Đấy, có mấy số này chị ạ. Phúc từ 6 đến 8 tháng theo đứa mẹ rồi cái tèm lương này. Ở dưới tèm lương này thì thấy cái tèm quá. Cái tèm bé bảo em trong nhà mới cầm thuốc. Cục dương này đâu thôi. Cục dương vẫn giữ cái bát kia đó. Tiền xô ba gạo này, bánh bèo hoa gạo này, có gì thì lấy xuống. Bảo biết hết, bảo lại bảo tiền chúng ta bảo. Anh Dương cầm được bánh nè. Anh ơi, bắt ra đi. Bắt con kia đây. Bắt ra. Bắt ra. Cầm cái này nhé, bắt này. Cầm này, cầm cái cây này. Thay luôn một tuần pháp mình pháp kia pháp luôn. Trong tháng bị trọng pháp thì bị trọng thay thế cũng là không tin. Thay luôn là
quét ra đi, quét ra đây sau. Mở đấy, tủ khách. Từ từ từ. Bà Thu ơi, lấy cái chổi quét cho tôi trong bẩn ra ngoài này. Thử quét ra ngoài này. Quét ra ngoài á? Quét ra ngoài này. Quét ra ngoài. Đi lấy cái chổi đi. Yên, chổi quét nhà ấy. Yên, cứ lấy cái chổi quét nhà ấy. Tìm người kia. Ấy chổi quét ra. Cái này có cơm cháu không? Cháu đâu? 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 Cháu đ
Làm ở nhà bà ngoại chị. Thế này trẻ lắm. Chú nào kia mà bây giờ. Ăn ba tư, ăn mãi rồi tôi mới kia. Cái này cắt quay hơn. Biết bà đi lấy chậu rồi. Bốn cái á? Một cái cao, ba cái như thế này. Mì xay, mì bát, bát củ cơm. Bát là cái đó, mì bát củ. Bông đào chặt quả cả. Ba lần ba lần này. Cờ ấy thì em đi lấy cho. Bà lấy cái chậu. Thank you.
quay đi cô Hằng nè. Quay đi cô Hằng. Đấy kìa. Cái chỗ ấy kìa mà chào lần lại trưởng nghe cái gì trưởng khen gì lâu nay các bạn toàn đi ban ba mà cái gì chi tiết gì đấy một giờ thế bài đi nói chuyện mình alo nói chuyện ông đi máy cầm cầu này xong rồi bà lấy vải về ấy mà. Nhiều quả đấy, không đi đâu. Em biết là đúng. Cầu đấy. Làm như nào vậy em? Quay đằng sau. Người bỏ đám đi. Đây anh cho cái cầu xuống đấy. Cho cầu. Đây đấy, kéo ra đằng sau ấy. Đây, bắt lên. Không cần để đến kia đây đấy. Đến cái chỗ cái thang ấy là được. Đây, tua lên nhiều một tí để cái này để bằng cái cao thôi. Đấy, đẩy đưa đưa đưa. Đấy, để nó làm bằng cái kia đấy. Mở cái kia ra đẹp đẹp. Ô, có ai thắp hương chưa? Chín quê hương. Ô, chín quê hương. À bây giờ cho một tí nữa cho vào cho nên đây quay lại cái nào phải đặt trên chưa tìm.
Đồ đây hả? Ừ, đúng rồi. Đồ đây này, đây đây đây. Bà phải này. Dạ. Nhưng mà gì ơi? Cái bông này có khi tại bên kia hai cái rồi, có còn một cái nữa. Hai cái hai cái bên kia rồi. Ê, lùi ra cái mà ngồi đây. Chết nặng rồi ngồi. Đi lên trên. Đi lên trên. Dịch ra ngoài vào trong này một tí. Dịch vào trong một tí. Vậy ba ai đi miếng thịt sống ngoài, miếng thịt chín. Thịt sống ngoài, thịt chín. Cầm đi lấy cái Các cái miếng thịt vuông thì là đấy là
là chuối thôi. Rồi xa xưa toàn lá chuối. Lá chuối là chuối của thế lúc cái xương cất vào thì có mất cái xương cất
Em đã không xem. Chúc mừng sinh nhật ông sức khỏe luôn. Em cảm ơn chị nha. Rất chất rượu ở kia đi. Ở đâu? Đây, mấy cái chén là cái mâm kìa. Mâm kìa. Hết đồng ở cái đấy. Đấy là của bác. Của bác. Ăn trầu à? Các bà thèn hay ăn trầu á? Cầu Linh gọi gì à? Thank you.
bay hay là lời bay 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 Thank you.
Hướng nhà bác Thủy. Hướng nhà bác Thủy. Nhà ăn bác nào cũng được. Bà ngon đấy.
Dung à? Mà then này trong là cái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.